chính cô vợ phá của khét tiếng Cbiz, người làm Ngô Khải Hoa tuổi già khốn khổ. Có cô khiến hai ông chồng nghìn tỷ trắng tay vì thói mua sắm. Tobi không tần yêu. Trong làng giải trí Hoa ngữ, có nhiều mỹ nhân khiến công chúng phải ghen tị vì cưới chồng tài tử giàu có, được cưng chiều như nữ hoàng. Thế nhưng, không ít người trong số họ lại chẳng trân trọng ông xã, khiến nửa kia khốn khổ vì thói tiêu xài hoang phí và bạc tình. Ví như Trương Tiểu Huệ khiến hai chồng tỷ phú phá sản, Ngô Khải Hoa khổ vì Thạch Dương Tử. Hãy cùng xem thử những sao nữ này đã hành chồng thế nào nhé. Lạc Cơ Nhi. Lạc Cơ Nhi vốn là người mẫu không quá nổi danh của Hồng Kông. Cuộc đời cô bắt đầu chuyển sang trang mới vào năm 2000 khi quen với Thiên Vương Lê Minh và được anh mời làm người mẫu cho trang web của mình. Tiếp theo đó, cô chinh phục được trái tim của chàng tài tử và bí mật kết hôn với anh vào năm 2008. Sự nghiệp lên hương nhờ chồng, Lạc Cơ Nhi còn có cuộc sống hôn nhân khiến người ta phải ghen tị. Lê Minh chiều vợ như nữ hoàng, anh vung tay mua biệt thự cao cấp, sắm đồ hiệu, còn giao hết tiền cho cô là tay hòm chìa khóa cho Lê Minh. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, Lạc Cơ Nhi khiến chồng phải tá hỏa khi tiêu gần hết tiền vì mê mua sắm. Chẳng những thế, Lạc Cơ Nhi còn phản bội Lê Minh để qua lại với người khác. Sau khi bỏ Lê Minh, Lạc Cơ Nhi kết hôn với một đại gia ngành thực phẩm và sinh con trai cho chồng. Đáng tiếc, hôn nhân mới của cô cũng kết thúc sau 5 năm. Trái ngược với lúc ly hôn Lê Minh được 330 tỷ đồng phí chia tay, lần này Lạc Cơ Nhi lại rơi vào cảnh túng quẫn nên muốn quay lại làng giải trí để mưu sinh. Trương Tiểu Huệ. Trương Tiểu Huệ nhờ chuyện tình ồn ào với Trung Trấn Đào mà được chú ý rồi trở thành diễn viên. Thế nhưng, khi nhắc đến Trương Tiểu Huệ, người ta thường dùng tên bộ phim Yêu Nữ Mặc Đồ Hiệu để ám chỉ cô. Trương Tiểu Huệ kết hôn với Trung Trấn Đào vào năm 1988 và ly hôn vào năm 1999. Chỉ trong 11 năm ngắn ngủi, cô đã tiêu phí của chồng hàng nghìn tỷ đồng vào việc mua sắm mỗi ngày, khiến ông phá sản. Trương Tiểu Huệ còn phụ bạc Trung Trấn Đào để đến với đại gia khác là Trần Diệu Mân, dù người này hơn mình 23 tuổi. Chỉ 3 năm sau đó, cô phải chia tay vì ông bị phá sản. Quay lại với cuộc sống độc thân, Trương Tiểu Huệ phải tự kinh doanh để kiếm tiền. Dù cuộc sống chẳng dư giả như trước nhưng cô vẫn chưa bỏ được thói tiêu xài hoang phí. Vì lối sống ích kỷ, thiếu trách nhiệm đó mà hai người con đều xa lánh Trương Tiểu Huệ và thương mẹ kế như ruột thịt. Thạch Dương Tử. Thạch Dương Tử cũng là diễn viên vô danh của làng phim xứ Trung. Tên cô chỉ được người ta biết đến khi kết hôn với Ngô Khải Hoa, tài tử nổi danh của TVB và hơn mình đến 21 tuổi. Kết quả, sau khi thành vợ người ta, Thạch Dương Tử lại khiến chồng đau đầu không thôi vì ham chơi và vô trách nhiệm. Sau khi sinh con gái, Thạch Dương Tử vẫn thường tụ tập đi chơi cùng bạn bè, bỏ lại trách nhiệm chăm con cho Ngô Khải Hoa và bảo mẫu. Chẳng những thế, cô còn tiêu hàng trăm tỷ đồng của chồng vào việc mua sắm đồ hiệu. Sau khi khiến Ngô Khải Hoa khánh kiệt, Thạch Dương Tử đòi ly hôn. Cô bắt chồng phải đưa mình hơn 30 tỷ đồng phí ly hôn mới chịu nhường quyền nuôi con gái cho anh. Vì vợ bào hết tiền, Ngô Khải Hoa phải làm bố đơn thân vất vả, chật vật tích góp từng đồng. Đây là ba cô vợ khét tiếng Hoa ngữ vì sự xấu tính, chẳng những khiến chồng khánh kiệt mà còn phản bội họ, để lại những vết thương lòng khó xóa nhòa. Thế mới thấy, sự trung tình, xinh đẹp hay giàu có vẫn chẳng thể giúp những chàng tài tử này giữ chân được kẻ bạc tình.